Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 7 năm 1929, dưới sự lãnh đạo của Đông Dương Cộng sản Đảng, tổ chức Công hội đỏ Bắc Kỳ, tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam đã ra đời. Trải qua 95 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Trong chặng đường vẻ vang đó, Công đoàn tỉnh Thanh Hóa tự hào góp phần thực hiện những sứ mệnh cao cả của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của người lao động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động là một trong những chức năng nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức công đoàn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Bộ Tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian qua, Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa đã cùng các cấp công đoàn trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở vì lợi ích đoàn viên, những bản thỏa ước lao động tập thể có lợi cho người lao động được ký kết chính là kết quả của một quá trình đàm phán, thương lượng của tổ chức công đoàn với chủ sử dụng lao động trong các doanh nghiệp. Từ đó, quyền lợi, phúc lợi cho đoàn viên người lao động ngày càng được nâng cao hơn. Người lao động cảm thấy rất là vui được sự quan tâm của tổ chức công đoàn, sự đồng hành chia sẻ của ban lãnh đạo công ty và đặc biệt họ thêm tin tưởng vào tổ chức công đoàn cũng như là gắn bó lâu dài làm việc lâu dài tại doanh nghiệp trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo của liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa các cấp công đoàn thanh hóa đã không ngừng tìm tòi sáng tạo đề xuất và tổ chức các hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên như xây dựng và triển khai quỹ hỗ trợ đoàn viên công nhân viên chức lao động công đoàn thanh hóa tiết xuân vẩy tháng công nhân ngày hội công nhân phiên trợ nghĩa tỉnh nâng cao chất lượng bữa ăn ca phúc lợi đoàn viên xây dựng các thiết chế công đoàn tham gia tháo gỡ những vấn đề bức xúc về nhà ở nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa, chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Trong dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, trong đó chú trọng đến tổ chức các chương trình hoạt động chăm lo cho người lao động. Chúng tôi cũng đã tổ chức phát động các phong trào thi đua cao điểm để chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Thì trong đó là cũng trao rất nhiều xuất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và đoàn viên công nhân lao động tiêu biểu thì chúng tôi nghĩ là đây là hoạt động rất hết sức có ý nghĩa thiết thực uh, nhằm là có cũng động viên uh, chia sẻ những cái khó khăn với công nhân lao động và đồng thời cũng là những các cái uh, hoạt động với lại chủ trương của đảng và của nhà nước về việc là chăm lo cho người lao động đến nay toàn tỉnh có trên 340.000 đoàn viên tham gia sinh hoạt ở 3.764 công đoàn cơ sở tỷ lệ tập hợp thu hút công nhân viên chức lao động tham gia vào tổ chức công đoàn đạt 96,3% các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng triển khai đề án đổi mới phương thức hoạt động bằng nhiều giải pháp cụ thể. Đặc biệt, sau Đại hội 20 công đoàn Thanh Hóa và Đại hội 13 công đoàn Việt Nam, nghị quyết của Đại hội công đoàn các cấp đã nhanh chóng được triển khai đi vào cuộc sống. Nhiều đơn vị đã triển khai các giải pháp thực hiện các khâu đột phá trong nghị quyết đại hội trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn và đổi mới mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước gắn với từng đơn vị doanh nghiệp. Các phong trào thi đua đã được các cấp công đoàn Thanh Hóa tổ chức nhanh chóng thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ những khâu đột phá, khơi dậy tiềm năng lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động ghi nhận những đóng góp của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn thanh hóa, Đảng, Nhà nước đã tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đó là niềm tự hào, là nguồn lực tinh thần to lớn, động viên, cổ vũ đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn thanh hóa vững bước thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Trong thời gian tới, thì Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung đổi mới phương thức hoạt động của công đoàn. Tập trung là trước hết là sẽ đổi mới về công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động của Công đoàn Thanh Hóa trước yêu cầu mới đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Từ công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên người lao động đến các hoạt động chăm lo, bảo vệ người lao động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động để huy động tối đa cái nguồn lực cho phát triển của tỉnh Thanh Hóa và các cái hoạt động của tổ chức công đoàn trong thời gian tới vấn đề thứ hai chúng tôi đang tập trung vào nhiệm vụ thực hiện tốt đó là tổ chức tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo đổi mới tổ chức hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của công đoàn theo cái hướng thiết thực hướng mạnh về cơ sở hướng tới đoàn viên người lao động, động phát huy truyền thống 95 năm đầy gian khổ hy sinh nhưng vô cùng vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn việt nam với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng vào thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn thanh hóa quyết tâm đổi mới tổ chức và hoạt động xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại lớn mạnh xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa quê hương đất nước